Trailer sau đây được bú phim cực mạnh theo series On This Trailer. Từ công ty chuyên làm intro gây ám ảnh người chơi đến với tựa game Last Cam, New Smurf được biết đến là trò chơi thượng đẳng nhất hành tinh mà bạn chẳng cần xin tiền các cụ để mua. Hân hạnh được giới thiệu sự kiện đã giúp tạo ra buổi flash mob online lớn nhất trong lịch sử Dota. Dial time. Nhờ vào lời kêu gọi của cộng đồng Dota 2 spam điên đảo trên khắp các mạng xã hội, chỉ vì Valve không thèm lắng nghe họ như cách họ bị mấy con ghẹ cũ bỏ về. Từ ông Tây ăn bún chả Hà Nội, chúa tể vinh quang của nước Nga, cho tới FBI, làn sóng ghim đai thai lây lan nhanh như tần suất chat view của OG, khiến cả nước mẹ muốn phát điên. Phát điên! Điểm số Dota 2 trên Metacritic cũng được cộng đồng đào vốt nhiệt tình như cái cách Icefrog nấp Obelan Spirit vậy. Và Valve thì hoàn toàn méo tỏ ra quan tâm chút nào cả. Trong khi Volvo, Valve cộng do Gaben cai vào ngành công nghiệp ô tô, phải chịu hết gạch đá thay cho Valve thật. Mà họ thậm chí còn chăm sóc người chơi tốt hơn cả Valve. Là thêm méo nào cơ chứ? Okay, Volvo, why do you do this to us? What? This thing, why do you don't give us Dietide? 3 weeks later. Và khi chính Valve cũng phải đầu hàng trước cơn vã của cộng đồng Retard 2, cụ bựa chả kém gì GameX. Được ra mắt vào khoảng thời gian toxic nhất trong năm, Dietide, khi bạn được tập làm người xấu mà chả sợ bị khóa móm hay phải chờ tới năm 2038 để được mãn hạn tù, nơi bạn có thể đắm chìm trong những pha lừa lọc, trộm khắp nảy lửa, cho đến khi bạn đạt đến cảnh giới cao thâm của sự vô liêm sỉ, khi mà tinh thần fair play chả có ý nghĩa méo gì nữa. Chứ lúc hợp sức ăn Roshan ngay sau đó, Dietide, nơi không dành cho những thiện lành player với 10.000 điểm nhân phẩm, nơi thử thách độ vô liêm sỉ của bạn đến mức fan dầu vàng lâu năm như Roshan cũng bỏ hàng đi, chỉ để ăn cướp viên kẹo Anpelibe trong giỏ kẹo của bạn. Và khi bạn cảm thấy nỗi sợ vô hình tựa Tích Chi đang kề cận, đó là lúc con mập đít ăn vạ Roshan xuất hiện. Cho dù bạn là con boss sinh nhật 18 tuổi hay vị giáo sư tì thầm gáy bẩn, thì nó vẫn sẽ vả bạn không trượt phát nào trong cơn phê kẹo của mình. Chuẩn bị sẵn sàng để vật nhau trong một môi trường mà nơi màu sông đỏ hơn cả màu dâu của gấu bạn, nơi bạn dẹo vì ăn kẹo, toang vì lang thang, nơi đôi không còn là của mỗi actor gì, rồi kiểu gì cũng kết thúc bằng việc con mặt nồi Scepter Spirit hay Spider-Gwen liếm sạch kẹo. Chọn từ một trong tới hơn 110 hero, mà 9 lượt 3 trong số đó khá là chắc kèo đã dành cho những con hero mà ai cũng biết là ai đấy. Và cùng 9 homie còn lại trải nghiệm sự cân bằng tuyệt đối trong lối chơi mà Valve vẫn hứa hẹn qua từng bản patch. Trong những pha highlight, hoàn toàn không phải là bug như vua đồi roster gì, Big Dead Rose, Venya Di Rose và One Punch Purge. Tất cả chỉ để các dân chơi cố gắng giành được quả skin huyền thoại trị giá 20 củ của con Baby Roshan mà Gaben vẫn rủ rô chúng ta mỗi mùa event, với sự tham gia của Frankenstein, Rosanta. Vẫn là Roshan, những chim trên nền nhà của kẻ bị diệt. 20 củ sàn, IG. Your Baby Roshan Is Mine và Véo Có Thượng Đảng 4-2-10. Khi bạn nhìn thấy gái thì làm gì? Charmander, Pikachu, Quicksilver, Olaf, Doctor Strange và 14.605 kết quả. Candy Crush, cho kẹo hay bị? Nói vậy thôi, chứ năm nay làm méo gì có Dietide mà chơi. No.